Các anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của Shoptune ngày 14 tháng 6 năm 2018. Trong video tiếp theo mình sẽ cùng nhau thử một cái mũi khoan sắt Heller mũi 6 ly sản xuất tại Đức. Chúng ta cùng ăn thử nha, rất là nhẹ nhàng luôn. Rất là nhẹ, rất là khỏe. Tôi quay mà mình bán của mày thiệt á, mình về hai bộ bán hết bộ rồi. Quá nhẹ nhàng. Mũi khoan ăn vật liệu rất là nhẹ nhàng chưa? Dạ, cho lấy hàng gì? Nó đã đi xuống cái ti giữa của đường ray rồi. Hôm nay là cái ngày mà sắp em trải nghiệm những mũi khoan rất là tuyệt vời. Rồi, chương trình giới thiệu sản phẩm đến đây là tạm thời kết thúc. Mọi nhu cầu anh chị vui lòng gọi điện thoại hoặc Zalo số 0129397858 hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8 Phú Nhuận. Và đây là cái mũi khoan sắt của hãng Heller, được sản xuất tại Đức, made in Germany. Khoan ăn vật liệu rất là ok luôn, rất là tuyệt vời. Chúng ta cùng nhau xem cái sản phẩm. Đây, hai lỗ mình đã khoan trên một cái rồi, quá đẹp luôn, rất là chuẩn. Không thấy thì do ngược sáng á, quá dữ, và nó ăn xuyên thấu vào trong cái ti luôn. Và đây là cái đường ray cũ chứ không phải đường ray mới. Đường ray này chắc thời Pháp á.